Thực hiện được tám điều này thì không còn lo thiếu phú quý trong đời. Trong dân gian có câu rằng có đức mặc sức mà ăn, bởi vì người xưa cũng đã đúc kết, làm người nếu giữ được tám phẩm đức dưới đây thì phú quý trong đời tự nhiên sẽ đến. Một, khổ đức. Chỗ nào tha được cho người khác thì nên tha. Đời thẳng thắng có thể nói vòng vo vò một chút. Những lời nói lạnh lùng có thể thêm nhiệt rồi mới nói. Lời nói không phải là gió bay, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng rồng. Lời nói không nên giảo hoạt, cũng đừng quá lạnh lùng. Suy từ mình muốn nghe gì mà nói cho người như vậy, đấy gọi là chân thành từ đáy lòng. 2. Trưởng Đức Ngợi người khác phải học vỗ tay. Mỗi người đều cần có tiếng vỗ tay đến từ người khác. Vui vẻ vì người khác là trách nhiệm của mỗi người. Người không biết vỗ tay, đời người quá hạn hẹp. Kích lệ người khác một chút có thể mang tới cho họ nhiều sức mạnh hơn bạn tưởng. Nó thể hiện tấm lòng rộng rãi, tâm tình hào sản. Không thể tán thưởng người khác nhiều phần là do tâm đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi, lấy tâm rộng rãi mà đối với người thì không thiệt gì cho mình mà lại được rất nhiều thiện cảm. 3. Diện đức Không để mặt là sự vô lễ lớn nhất. Bất cứ lúc nào cũng để một bậc thang cho thể diện của đối phương. Nhìn thấu đường vạch trần, thể diện không bị mất. Nên giữ thể diện cho người khác như là mình muốn giữ thể diện cho mình vậy. Đó là sự tinh tế, thấu hiểu, khiêm nhường. Thể diện là điều tối quan trọng đối với một con người. Không giữ thể diện cho đối phương thì chắc chắn làm tổn thương cho người, mà mình cũng chỉ nhận được oán thù mà thôi. 4. Tính nhiệm đức Người bẩm sinh đa nghi không thể có bạn bè thật lòng, được người khác tin tưởng là một loại hạnh phúc, có bao nhiêu tín nhiệm thì có bấy nhiêu cơ hội thành công. Nghi ngờ không kết giao, kết giao thì không nghi ngờ. Thực ra người thành công được hay không phần lớn là ở chỗ có thể tin tưởng người khác và làm cho người khác tin tưởng được mình hay không. Nếu có được lòng tin thì cơ hội có thể đi xa hơn bạn nghĩ. Vì vậy, thay vì cố gắng giành lấy những gì, chỉ cần giữ cho mình sự chân thành, chân thật ắt sẽ có được lòng tin từ người khác. Năm, lễ tiết đức nhã nhặn lễ phép mới có thể lan tỏa sức hấp dẫn nhiều lễ nghi không ai trách đưa lễ đưa tận nơi người biết phép tắc lễ nghi là người hiểu đạo người hiểu đạo là người biết sống có trước có sau phải trái là người đáng trân trọng và đáng tin người như thế không thể không thành tựu 6. khiêm nhường đức người lộ rõ hết bản tính đi đâu cũng có kẻ thù rình rập tuyệt đối không lộ rõ hết bản tính buông bỏ khả năng hạ thấp chính mình trước mặt người khác không ngông cuồng, sau lưng người khác không đắc ý, làm người nên điềm đạm. 7. Lý Giải Đức. Người đều cao khát sự thừa nhận của người khác lý giải, thấu hiểu chính là cho người khác phương tiện. Sức mạnh của sự thấu hiểu vượt xa hơn những gì bạn có thể hình dung. Làm người thật ra khó nhất là hiểu được người khác. Vì người chứ không vì mình, thấu hiểu khiến cho bạn có lòng bao dung, có sự chia sẻ, đồng cảm, tha thứ. Không thể hiểu người thực ra chính là khép lại cánh cửa, đi vào tâm hồn của người khác. Và như thế bạn sẽ không có gì cả. 8. Tôn trọng đức đặt sự tôn trọng của người khác lên vị trí số 1, cố gắng làm cho người khác cảm nhận được sự tôn nghiêm của họ, cho cái yếu sự tôn trọng càng đáng quý, đặt người khác ở trong lòng. Sống trong đời, điều quan trọng bậc nhất cần phải tu dưỡng ấy là tôn trọng người khác không làm được vậy thì không thể trách người không tôn trọng mình. Người biết tôn trọng người khác là người lịch thiệp, đáng tin. Không thể tôn trọng được người khác thì chính là thể hiện dân cách kém cỏi. Vì vậy, hãy tôn trọng từng người bạn gặp trong đời, dù họ có giàu hay nghèo, đều không khác gì nhau cả. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, chấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.